Lưu Cẩu Dương Quý đã tới Nhạc Gia ở Lưu Sơn, chắc chắn sẽ vào thành Hàng Châu thôi. Đến tên nào bắt tên đó. Đại nhân, có thể nào dùng cái tội lìa bỏ nhiệm sở để bắt hai người họ? Bắt tất cả họ cùng một lúc, Nhạc Gia quân sẽ tạo phản. Bây giờ mặc kệ họ đi. Đại nhân, nếu họ vào Hàng Châu thì phiền phức vô cùng. Trước tiên phải giấu Nhạc Phi lại, tìm một chỗ bí mật mà giam cầm hắn. Giam cầm ở chỗ nào, đại nhân phải chỉ cho rõ. Phòng Ba Đình. Tân đại nhân. Cung từ đã chuẩn bị xong hết chưa? Đã chuẩn bị xong cả. Nhạc Phi, chỉ cần ngươi ký tên vào trong cung tự, lão phu bảo đảm cả nhà lớn bé tại Lưu Sơn sẽ bình an vô sự, thế nào? Người dám động tới vợ con của ta, Nhạc Gia quân ta sẽ sang bằng phủ thừa tướng ở Hàng Châu. Đó chính là tạo phản không có sai. Ông đâu có buộc Nhạc Gia quân ta tạo phản. Nhạc Gia quân nếu mà qua sông Trường Giang, cùng gì sẽ không cách gì dàn xếp được. Ngươi là một gã tù nhân mà dám uy hiếp lão phu à? Ta chỉ nhắc nhở người, giết ta cũng được, nhưng đừng hòng có ý định gì với vợ con của ta. Qua trình đại nhân. Dạ. Kể từ hôm nay, không cho Nhạc Phi ăn và uống một giọt nước nào, tới lúc nào ký tên, lúc nào giải cấm. Tuân lệnh. Tần Cối, hoàng thượng có ở trong cung hay không? Người muốn biết để làm cái gì? Người giả truyền thánh chỉ giải ta vào ngục, hoàng thượng hoàn toàn không biết gì cả. Người thống lãnh đại quân, có giỏi thì gây chuyện tạo phản đi. Tần Cối ta là một quan văn, làm gì mà có gan giả truyền thánh chỉ? Nhạc Phi, chính người đã làm mất lòng của hoàng thượng. Nói rõ cho người biết nha, hoàng thượng vì cái chuyện của người đau lòng vô cùng, cho nên ở Hàng Châu không được nữa, đã tới hành cung ở Kiên Khương dạo mát rồi. Ta không tin đâu. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Ngươi mà không hỏi thì lão phu không trả lời. Nếu như ngươi đã hỏi rồi, lão phu đành phải trả lời như vậy. Người ám chế quân vương, nắm quyền tất cả, người ta thử tạo phản chính là ngươi. Cấm miệng. Tần Cối ta vì sự an nguy của đại tống triều, lao tâm lao lực khung núng cuối lòng để nghĩ hoài với người Kim. Ngươi có từng nghĩ sự khổ sở trong lòng của lão phu không? Tần Cối, nhà gia quân của ta rõ ràng đã công phá được Chu Sơn Trấn, khí thế quân ta như hầu, nhìn lại người Kim lòng quân dao động, rõ ràng đã thu phục lại được lãnh thổ Trục Đảo Quỳnh Lâu. Tại sao lúc đó ngươi lại nghĩ hoài những người Kim chứ hả? Tại sao lại đốc thúc hoàng thượng liên tục hạ 12 đạo kim bài triệu ta ngừng binh dị kinh? Không lẽ đó là ý chỉ của hoàng thượng hay sao? Hay là Tần Cối người tư thông với người Kim bán nước cầu dinh hả? Nhạc Phi,
Nói ít một chút đi hả? Nói nhiều sẽ bị mệt lắm. Nhạc Phi, Lão Phu sẽ nói rõ ràng cho người biết. Hoàng ý của hai nước Tống và Kim Thành hay không, điểm mấu chốt là tại do người đó. Kim Ngọc Thục muốn giết ta, sự thật đó là âm mưu giữa các ngươi với nhau. Nếu mà ngươi thật sự vì an nguy của Đại Tống lo cho thiên hạ và chúng sanh, Nhạc Phi, thì hãy ký tên vào trong cung từ đi hả? Xưa nay ngươi tự cho rằng là người trung nghĩa, chắc chắn hiểu rõ được cái lý lẽ ở bên trong. Nếu như những lời này của Lão Phu mà còn không làm động lòng của ngươi được, được, vậy Lão Phu nói thêm một chuyện nữa. Khi mà Tống Kim hai nước đồng ý ký nghị hòa thì nước Kim hứa là đã hoàng thái hậu là Di Thị trở về. Nhạc Phi à, ngươi phải thể lượng cái lòng nhớ mẹ của hoàng thượng chứ. Đừng có để cho hoàng thượng phải mang cái tội bất hiếu đó. Lão Phu đã nói hết lời rồi, ký hay không ký, tự ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Quân sử thần tử, thằng bắt đắc bắt tử, chỉ vì thánh thượng không suy xét, là tên Nhạc gia ta chết không có đáng, chết rất là hoang ngược. Ông trời, không lẽ suốt đời ta tranh chiến vì quốc tận trùng là chết một cách như thế này hay sao hả?
bẩm phu nhân, Hàn nguyên soái có thơ gửi cho bà. Cảm ơn nha hả. Lui ra. Dạ. Hàn Thế Trung cúi đầu lạy tạ. Nhạc Dân, Trường Hiến đã định tội xử trảm. Hàn Mỗ đã thay thế thu xác tận lực, nghi thức đơn giản. Mong rằng phu nhân đừng lo. Người trong đời đều không tin Nhạc Phi có lòng mưu phản. Người ở trong đời đều biết Nhạc Phi là một người trung nghĩa. Nhưng Tống Kim qua cuộc đã định, Nhạc Phi hàm quan vào tù, Hàn Mỗ không tài cứu vãn, cảm khái rơi lệ. Kính mong phu nhân bình tĩnh kiềm chế dần cơn đau buồn. Nhãn lời, kính chuyện chủ tướng lãnh của Nhạc gia vùng, xin đừng nôn nóng, để mà tránh khỏi oan ức lan rộng. Hãy cho cả nhà Hàn Thế Trung đổ lệ kính bái. Đại tẩu, đại tẩu, đại tẩu, đại tẩu à, đại tẩu, đại tẩu, ăn nương, ăn nương, mau dìu mẹ cháu vào trong phòng đi. Dạ. Mẹ, mẹ, đi mẹ. Ôi đại tẩu. Tại sao, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta phải giết tần côi. Nhỏ tiếng một chút Ngưu ca ca. Dương Quỷ, quân đội của chúng ta đang chờ lệnh ở Giang Châu, ta phải kéo tới Hàng Châu. Ta đòi tần côi phải trả sinh mạng cho Dân Nhi và Trương Hiến lại. Ngưu ca ca, quyết thư của đại ca để lại bảo chúng ta không thể uy hiếp triều đình. Hàn nguyên soái có thơ bảo chúng ta không thể làm bậy bạ. Lời của ai ta cũng không nghe. Ta phải bảo vệ Hàn Châu, ý kiến thánh thượng. Dương Quý, ngươi có đi hay không hả? Tôi... Dương Quý, bây giờ bao vây Hàn Châu có thể cứu sống đại ca. Ngươi không đi, một mình ta đi. Nếu muốn đi thì phải đưa đại tẩu và các cháu về Tương Dương trước. Đương nhiên, nếu không phải nghe lời Hàn Thế Trung sợ liên lụy đến cả gia đình. Nhà gia quân ta mấy trăm ngàn người, không lẽ không bảo đảm tính mạng gia đình của đại ca hay sao? Chú ạ, chú ạ, ba bác ạ, chú. Các cháu đừng có khóc nữa nha, hãy lau sạch nước mắt đi. Dương Thúc Thúc coi các cháu như là người lớn rồi. Hôm nay chú phải nói rõ ràng sự việc ra. Nghe kỹ đi, Trương Thúc Thúc và dân ca của các cháu đã bị xử trảm ở tại Hàng Châu. Cha của cháu bị gian thần hãm hại, có lẽ khó giữ được tính mạng. Từ ngày hôm nay, Nhạc gia ở tại Thang Âm phải nhờ cậy các cháu. Các cháu phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ mẹ các cháu và chị em các cháu, biết không? Dương Thúc Thúc, tụi cháu và Nhạc gia quân cùng nhau tới Hàng Châu để mà cứu cha. Không được đâu. Tụi cháu phải tới Hàng Châu, tụi cháu không có muốn chết Dương Dương. Dương Thúc Thúc, Dương Ba Ba, tụi cháu đều là họ Nhạc, tụi cháu đều là một phần tử của Nhạc gia quân. Các con hãy vào trong hết cho mẹ. Mẹ ơi, vào trong hết đi. Dạ. Hãy đưa tụi nó vào trong. Dạ. Tôi không cho phép hai người thống lãnh Nhạc gia quân tới Hàng Châu. Đại tẩu, quyết thư của Nhạc Phi để lại các em không nghe hay sao? Đại tẩu, sự việc bây giờ đã nguy hiểm như thế này, tụi em không thể nghe lời của đại ca nữa. Đại quân bao vây Hàng Châu, không lẽ để cho đại ca của các em mang danh tạo phản hay sao?
Đại tẩu, đã chết hai người rồi, tụi em chịu không nổi nữa đâu. Đọc xong bức thơ của Hà Nguyên Soái, tôi biết rõ là đã tới giai đoạn sanh tử của hai anh em rồi. Hai vị hiền đệ, hãy nghe lời của đại ca đi. Đừng có mang trọng binh uy hiếp triều đình, phạm đại kỵ của người học võ. Đó là việc đau lòng nhất của đại ca các em. Bảo chúng tôi làm sao mà bó tay ở yên ở tại Lưu Sơn được đại tẩu? Tôi... Đại tẩu, cái chuyện này tụi em không thể nghe lời đại tẩu. Em sẽ phái binh hộ tống mọi người về Trương Dương. Chuyện này ở đây sẽ do đệ và Dương Quý phụ trách. Đại tẩu, cái chuyện này đây, đại tẩu nghe lời của chúng tôi được hay không? Bây giờ lập tức đưa các cháu về Trương Dương đi. Tôi không cho phép các em đưa quân tới Hàng Châu. Đại tẩu, đại tẩu, các em không nghe lời tôi nói, tôi sẽ đụng đầu chết ra đây. Đại tẩu, không được đâu. Ở trên thơ Hà Nguyễn Soái có nói, nghị hòa Tống Kim đã định, Nhạc Phi quân ước vào tù. Các em không hiểu rõ cái lý do bên trong hay sao? Nếu như mạng sống của Nhạc Phi có thể trao đổi được sự hòa bình của hai nước Tống và Kim, tôi sẽ đồng ý ở giá suốt đời, không lời oán trách. Đại tẩu, đại tẩu, Nhạc Nguyên Soái, Nhạc Nguyên Soái, Nhạc Nguyên Soái. Hoàng thượng, bây giờ là mấy giờ rồi? Khởi tấu hoàng thượng chưa tới canh năm. Sáng sớm ngày mai chuẩn bị lồng giá, trẫm phải về ngay kinh thành. Khởi tấu hoàng thượng, giờ này về kinh thành rất là nguy hiểm. Có gì mà nguy hiểm chứ? Khởi tấu hoàng thượng, Hà Nguyên Soái và Nhạc Nguyên Soái hai người đó phản đối Tống Kim nghị hòa, có dự tính binh biến tạo phản. Tần đại nhân còn đang điều binh khiển tướng áp chế hai người họ. Hai người họ đã phản đối trẫm à? Chính là như vậy. Hoàng thượng cứ ở Kiến Khang thêm mấy ngày nữa đi, đợi hòa ước Tống Kim ký xong rồi thiên hạ thái bình mới về kinh thành. Không được, trẫm phải về kinh thành ngay để đích thân xét duyệt hòa ước Tống Kim. Hoàng thượng, hòa ước Tống Kim có Tần đại nhân toàn quyền xử trí, hoàng thượng có thể yên tâm được rồi. Là nhữ cấp, trẫm ra lệnh người sáng sớm ngày mai chuẩn bị lồng giá. Hoàng thượng, thần tuân chỉ. Thank you.
Khởi bẩm đại nhân, là nữ cấp phi mã về báo hoàng thượng đã khởi giá liều khỏi Kiến Khang thành cung rồi. Lão già cần phải xử đám Nhạc Phi gấp. Lão già, ông còn do dự gì nữa chứ? Phu nhân à, năm thứ ba Triệu Hưng, hoàng thượng đã cởi nón ô sa của tôi, bãi bỏ tất cả mọi phong hàm và chức vụ của tôi. Tới bây giờ tôi vẫn còn sợ hãi đây nè. Tuy rằng bây giờ tôi đã nắm tất cả mọi việc ở trong triều đình, nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng Nhạc Phi có thể chính tài của hắn ký tên vào ở trên cái cung từ, như vậy mới trọn vẹn thỏa đáng, không có sơ hở. Nhưng mà hoàng nghị Tống Kim lần này đâu có điều khoản lập lưu giữ làm vua, ông còn sợ gì? Đại nhân à, Nhạc Phi vĩnh viễn không bao giờ chịu ký tên đâu. Nếu như bắt hắn rồi thì phải trừ bỏ hắn. Ông đắn đo do dự như vậy, sao không thả hắn đi? Quá trình đại nhân à, có thật. Lập tức thông báo cho Lưu Thế Hòa, Trương Tuấn bảo hai người họ hãy đưa quân qua sông ngay. Đợi khi giết Nhạc Phi rồi, nếu mà hoàng thượng thay đổi ý định thì chúng ta hạ thủ di cường, khống chế giang nam. Tuân lệnh. Đêm nay phải cho người giết chết Nhạc Phi. Bàn cử, bàn cử. Ông chết, ông chết thật là đúng lúc lắm, chết thật đúng chỗ. Có thể vì thần dân bá tánh của Đại Tống Triều đổi được cả đời thái bình. Người làm vợ như tôi, dù có ở giá thủ tiết, thề không di hận. Con của ông cũng có thể xem ông như một tấm gương sáng, đời đời kiếp kiếp truyền tụng mãi mãi. Đại ca, anh linh của đại ca không xa. Những người em chúng tôi đây chắc chắn sẽ noi theo tinh thần của đại ca, tận trung, tận hiếu, thủ nhân, thủ nghĩa. Đại nương, đại ca chỉ vì không nghe lời của cháu cho nên cả nhà mới bi thảm giống như là ngày hôm nay vậy. Đã hại bản thân, làm khổ người nhà, đây chính là tận trung đó sao? Ngưu Cẩu, em phải biết rõ, trung hiếu khó mà vẹn toàn, không có nước làm sao mà có nhà. Mẹ muốn các con phải nhớ cho kỹ, cha của con suốt một đời tận trung, tận hiếu, thủ nhân, thủ nghĩa. Không cần vinh hoa phú quý, không tham cao quan hậu tước, chỉ muốn quốc cường vua mạnh.
Nhạc nguyên soái, chúng tôi thừa lệnh hành xử ngài, mong ngài đừng trách chúng tôi nghe. Ta không làm khó dễ các ngươi đâu, ta đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ hy vọng các ngươi may mắn một chút. Chúng tôi được biết rõ đại nhân đây bị oan ức, nhưng mà ta biết rõ chuyện này vô can với các ngươi, đừng lãng phí thời gian nữa, tự nhiên đi. Đại nhân, chúng tôi sẽ để cho ngài được toàn thây. Cảm ơn. Cầu sự tự chủ cho cả quốc gia dân tộc, mưu cầu hòa bình và hạnh phúc cho toàn dân. Biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt vì quốc vong thân, vì nợ nước quên tình nhà, đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và tình yêu cho tổ quốc. Cũng có biết bao nhiêu gian thần tặc tử, tuy họ nhất thời nắm quyền, dùng mọi thủ đoạn gian trá để hại người và củng cố quyền lực, nhưng cuối cùng cũng phải quỵ ngã trước chân lý và chánh nghĩa. Câu chuyện tận trung báo quốc của Nhạc Phi hơn 800 năm về trước, do hãng Việt Nam International Video chuyển âm và phát hành, không những đem đến quý vị sự giải trí sau những giờ phút làm việc mệt nhọc, mà còn nhằm giới thiệu đến mọi người qua một danh tướng Nhạc Phi tận trung tận hiếu, qua một gian thần Tần Cối mãi quốc cầu vinh, qua cả một triều đại vua chúa chỉ biết cận kề và tin tưởng kẻ xu nịnh, trong khi bậc trung thần thì bị xa lánh và bị nghi quan, để chúng ta có thể rút ra những bài học quý giá cho cuộc sống hiện tại. Không ai trong chúng ta không thông cảm cho sự nghiêm khắc của một người mẹ trong việc dạy dỗ con cái, san sẻ nỗi chịu đựng của một người vợ lo phụng dưỡng mẹ chồng để chồng yên tâm lo việc kiếm cung, xúc động trước tình huynh đệ chan hòa của bốn anh em nhà họ Nhạc, thương cảm cho mối tình trái ngang của Nhạc Dân và Kim Na vì sự thù nghịch của hai gia đình mà bị bắt buộc phải xa nhau, và căm hận trước hành động thô bỉ chực chờ âm mưu hại người, hại cả cơ đồ của tấm triều của gian thần Tần Cối. Nói thẳng mất lòng, người ngay hay mắc nàng, trung thần dễ bị hàm oan, và gian thần luôn tạo cho mình một thế đứng bằng thủ đoạn hại người. Tội ác tày trời, thiên lý khó tha. Vào đến năm cuối cùng, Tần Cối đã bị chết một cách bất đắc kỳ tử. Những tên gian thần ngàn năm vết nhơ vẫn còn, Dương Thị độc ác bị trời phạt, bị bệnh tâm trí suốt cuộc đời còn lại. Ác lai ác báo, đó là luật tự nhiên của trời đất. Tống Hiếu Tôn hạ triệu làm sáng tỏ sự oan ức của Nhạc Phi, khôi phục nguyên chức, phân cải tán và phong hiệu võ mục,
Gia Định Trung truy phong làm Ngạc Dương.